Xin chào tất cả bà con cô bác anh em và các bạn ha. Hôm nay Trương lại review lên một số hàng pin nữa ha. Tất cả ở đây đều hàng pin. Nói chung là nó vít khoan lung tung thứ ha, mài rồi cứ kiếm rồi ha. Thôi bây giờ cũng không còn dài dòng nữa ha. Là vì những gì mình cần nói mình cũng đã nói quá nhiều rồi. Anh em nào mua thì anh em đó tìm hiểu cho kỹ ha. Anh em nào mua thì tìm hiểu cho kỹ về vấn đề giá cả hay về vấn đề pin sạc, pin zin hoặc là pin đóng mới gì đó, anh em tìm hiểu cho kỹ xong rồi anh em đặt mua nha. Để chứ cái nhiều khi anh em điện anh em hỏi nhiều khi mình không có thời gian để mình trả lời cho anh em mấy cái đó ha. Còn anh em nào muốn tìm hiểu kỹ ha, để cần mình tư vấn á, thì anh em cứ vào Zalo ha, cái số 256 đuôi là cái số Zalo của mình. Thì anh em vào trong đó rồi anh em cần tư vấn mình sẽ tư vấn cho anh em làm cái gì, lấy cái cây máy nào để nó phù hợp với cái việc làm của mình, thì anh em cứ vào cho Zalo để tôi cho mình tư vấn cho anh em, để anh em hiểu rõ thêm hơn ha. Chứ bây giờ anh em mua máy mà anh em một cái máy mấy trăm ngàn ha, anh em không dám bỏ tiền ra mua, thì anh hỏi chứ cái máy mấy triệu làm sao anh em dám bỏ tiền ra mua. Cái máy mấy triệu anh em bỏ tiền ra mua được rồi đó, nhưng mà khi anh em mua cái máy khoan xong anh em không dám mua cái lưỡi xịn, anh em mua cái lưỡi ngoài chợ về thì cái vấn đề đó anh em xài thì nào sao mà nó ngon được đó. Rồi bây giờ mình xin test máy ha. Bây giờ mình test cây số 1 là cây cưa kiếm ha. Cây này là cây cưa kiếm 14 volt máy pin sạc nha các bạn, sạc đây luôn, sạc 220 luôn, máy pin sạc 220 đây luôn ha. Đó, sạc 220, mình có dán tem đây luôn, 220 ha. Rồi máy pin sạc đây đó, là cứ kiếm. Bây giờ các bạn bấm cái nút này vô, các bạn bóp cò là điều tốc đó, các bạn cần nhanh. Còn cái lưỡi này các bạn muốn thay, các bạn cứ mua cái lưỡi này dài chút xíu nữa các bạn thay vào ha. Đó, còn cái này là cái máy này, cái lưỡi nó vậy thôi ha các bạn. Test cho các bạn thấy nè, cứ cành cứ cây rồi ha, nhỏ nhỏ ha. Rồi máy số 1 950k là nguyên combo máy pin sạc, sạc 220 950k nha các bạn. Bây giờ mình test cái sạc cho các bạn xem. Nguồn điện 220 thì các bạn không phải lo nè ha. Nó xài nguồn điện 220, các bạn không sợ cháy trời chiếc gì ha. Điện lên cao cái máy nó cũng không cháy ha. Đây là nguồn điện 220. Đó các bạn. Đây là điện 220 ha. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem lại nha. Đây cái sạc nha. Đó nha các bạn, điện 220 ha. Đó, nãy là do mình cắm lồn ha. Đó, đây. Cắm vô sạc ha các bạn. Rồi, máy pin sạc nguyên combo cưa kiếm ha, số 1. Nguyên combo cưa kiếm nha các bạn. 950 ha. Rồi, số 1. 950k. Ở đây mình có cái bộ số 2 là cái bộ này ha, cái bộ đồ chơi đèn pin đồ các thứ ha. Đó. Bộ đồ chơi đèn pin rồi các thứ nha các bạn. Pin luôn ha, pin hết tất cả, trong đây giờ đều pin hết tất cả. Mũi vít này nó bùng ra, nó nhảy qua đây. Rồi đó, bây giờ nữa mình sẽ test cho các bạn xem ha. Cái này là cái sạc 100V nha các bạn, sạc zin của nó ha, sạc zin của nó là 100V. Rồi bây giờ mình cũng test cho các bạn xem luôn.
rồi, các bạn ghim vô điện 100V sạc như vậy ha. Đó, đây là nó lên đèn đây nha các bạn. Đó, nó lên đèn đây là nó đang sạc nha các bạn. Đó. Còn cái đầu này là cái đầu này là đầu khoang mình mở ra theo hướng này ha. Mở ra theo hướng này mình lấy ra. Mình thay cái đầu vít vô. Ở đây nó có cái lỗ này nè các bạn, bắt đầu thay vô ha. Và các bạn để theo cái chiều này ha. Đó là bỏ vô ngay cái lỗ luôn. Đó, ngay cái lỗ luôn các bạn bỏ vô các bạn mới gài lại được ha. Khi nào nó lọt vô cái cục ha thì bắt đầu mình mới đó lọt vô, vậy các bạn mới gặt cái này lên lại ha. Đó, gặt cái này lên lại. Rồi gặt nó qua luôn. Đó, các bạn bóp nó chạy ha. Đó. Nó như vậy rồi, bắt đầu các bạn muốn thay ra các bạn thay. Gặt về hướng tay phải ha. Các bạn gỡ ra. Các bạn thay vô cái đèn pin. Rồi, các bạn thay vô cái đèn pin này ha. Pin này các bạn cũng gài vô vậy. Các bạn gài vô, đèn này xuống, các bạn gài vô. Rồi, các bạn gặt này qua ha. Đó, đây cũng là đèn pin nha các bạn. Đó. Đèn pin nha. Đó. Rồi. Đèn pin của cái này ha các bạn. Đó, đang mình sạc mình thử luôn cho các bạn xem ha. Rồi các bạn gặt qua các bạn bỏ lại. Đó, các bạn bỏ lại đây. Còn cái đầu này là đầu hàng nha các bạn. Con này là mỏ hàng ha. Các bạn cũng gài vô đây. À, các bạn gặt cái này qua các bạn gài vô giữ vô. Đó, gài vô vậy các bạn gặt lại, gặt trở lại ha. Đó, vậy là các bạn hơ đây nó sẽ nóng đây ha. Đó. Rồi. Đây là nó là 4 trong 1 nha các bạn. Cái này là đầu 4 trong 1 ha. Đây là 4 trong 1, tức là nó gồm có 4 cái đầu. Đầu thứ nhất là đầu khoang, đầu thứ nhì là đầu vít, rồi đèn pin và đầu hàng chì ha. Đó, các bạn thấy nó chạy không? Đó. Rồi. Tại vì cái này nó chưa có sạc nha các bạn có để nó sạc. À, thì cái này nó sẽ chạy được vô tư ha các bạn. Về các bạn sạc nó sạc điện 100V nha các bạn. Rồi nguyên cái hộp này đầy đủ đồ chơi luôn nha các bạn. Đó, đầy đủ đồ chơi luôn ha. Rồi, nguyên cái hộp này. Số 2. Số 2 nha các bạn. À, về chúng ta sạc lên chúng ta sử dụng ha. Rồi đây là mình chưa có sạc sức gì hết cho nên là nó không có pin. À, sạc lên là nó chạy được chút xíu. Rồi ok, số 2. 750k nha các bạn. 750k. 750k hộp số 2 ha. Rồi giờ cây số 3. Cây số 3 đây là mình có mấy cái mài gốc ha, mài gốc Makita, mài gốc này đó là 7V2 nha các bạn, 7V2. Đây nó có cái sạc zin luôn nha các bạn. Máy pin sạc zin nguyên combo ha. Đó, máy pin sạc zin. Rồi. Nha các bạn. Đó, cái pin này là cái pin zin luôn nha các bạn. Pin này là pin zin của nó luôn ha. Đó, nó còn sử dụng được nha các bạn. Pin zin của nó còn sử dụng được ha. Nó còn sử dụng được cho nên là mình về mình xài sạc zin rồi luôn ha. Đó. Mình mài dao kéo đồ ở nhà ha các bạn. Mình mài dao mài đồ cuốc xẻng đồ ở gia đình mình ha. Đó, là máy pin sạc gồm có 3 món ha, máy pin sạc đầy đủ ha, nguyên combo. Số 3. Rồi xong mình test cái sạc cho các bạn xem ha. Rồi số 3 700k nha các bạn. Số 3 700k. Rồi mình test cái sạc cho các bạn xem. Rồi đây là điện thế 100V nha các bạn.
đây cũng là điện thế 100V. Rồi mình dán ở chỗ này cho các bạn để ý ha. 100V ha các bạn. Ở chỗ này là các bạn thấy một chữ 100V là các bạn cắm điện vô các bạn biết liền ha. Rồi 100V ha. Ta cắm điện vô đèn xanh nó chớp chớp nha các bạn. Cắm điện vô đèn xanh nó chớp chớp ha. À, bắt đầu chúng ta đưa pin vô chúng ta cắm nè. Đó, lên đèn đỏ nha các bạn. Lên đèn đỏ ha, là sạc ha. Đó. Rồi, combo số 3 700k. Máy mài ha. Quá rẻ nha các bạn. Nguyên combo, máy pin sạc luôn ha. Rồi tiếp đến. Tiếp đến là mình có combo này ha. Combo này là 14V pin li-ion nha các bạn. 14V pin li-ion là cây vít ha. Cây vít 14V. Cây vít này rất là mới nha. À, nó có combo luôn. Máy pin sạc luôn nha các bạn. Đó, máy pin sạc luôn đầy đủ ha. Tem này nó bông bông. Đó, cái này là cái sạc, sạc nó 220 nha các bạn. Sạc 220. Đồ lại 220 nha. Đèn led rồi đầy đủ ha các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Bạn nào xài cái gì nhôm kiến hoặc là cái gì ha, điện nước ha, các bạn mua cái này về xài ha. Đó, nguyên combo số 4. Nguyên combo số 4 950k nha các bạn. 950k. Bây giờ mình test cái sạc cho các bạn xem ha, sạc này ha. Rồi mình lấy pin ra mình test cho các bạn xem. Các bạn lưu ý cái dòng điện ha, cái này điện 220 mình có ghi đây rồi. Có ghi điện 220 trên đây rồi, các bạn không sợ nữa ha. Ghi điện 220 đây rồi. À, các bạn cứ vậy rồi các bạn cắm vô các bạn test thôi. Đó. Thấy chưa? Rồi rút ra. Rút vô. Đó. Ok. Máy pin sạc ha. Nguyên combo số 4 950k. Máy pin sạc. Rồi. Tiếp tục. Nguyên combo số 5. Cũng máy pin sạc nha các bạn. Đó, con này con Bose ha. Con này khoang Bose. Khoang Bose gồm có cái pin sạc zin, pin zin sạc zin. Khoang Bose ha. Bây giờ mình test cái sạc trước cho các bạn xem luôn, sẵn đây mình test luôn cái trước cái sạc đó. Còn cái khoang thì các bạn cũng biết là full chức năng là mình mới bán ha. Còn không full là mình bỏ qua một bên ha. Đây, đèn sáng nha các bạn. Đèn rất sáng. Rồi đây là cái sạc nó mình cắm vô vậy nha các bạn. Đó, đèn nó chớp. Đèn nó chớp vậy là nó sạc nha các bạn. Riêng cái bot là nó chớp vậy. Rút ra là nó đứng nha các bạn. Đó, rút ra là đèn nó đứng. Khi các bạn cắm pin vô đèn nó chớp ha. Đó. Các bạn cắm pin vô đèn nó chớp như vậy là sạc ha. Đó có con bot nha các bạn. Rồi. Giờ mình test cái máy cho các bạn xem. Đây là một cái máy khoang bot 12V xuất xứ tại Malaysia ha. Xuất xứ của nó là Malaysia. Bot 12V. Đầu kẹp 10 ly nha các bạn. Rồi nó có 5 cấp trượt ha. Rồi.
cấp trượt của nó rất là mạnh nha các bạn. Đây cấp trượt số 2 thôi, này đã dày rồi. Rồi một cây bốt rất là mới nha các bạn, nó còn rất là mới nha, mới ghê lắm á. À, mới tem này còn nguyên si luôn à ha, rất là mới. Rồi máy pin sạc zin số 5. Số 5 750k, máy pin sạc zin 12V nha các bạn. Đó. Máy pin sạc zin sạc 100V. Các bạn lưu ý ha, sạc 100V hộp dán lên đây. Dán đây sạc 100V. Giá này quá rẻ nha các bạn. Mua rẻ bán rẻ các bạn nha. Mua được rẻ thì bán rẻ, còn mình mua được mua mắc thì mình phải bán mắc. Không có thể nào nói được mình ha các bạn ha. Thế nào chấp chuyện đó các bạn. 100V. Điện 100V thôi các bạn. Đó, anh em lưu ý ha, điện 100V. Bây giờ cho cái bot. Rồi, số 5, bây giờ tới số 6. Đây thì số 6 là một cây đầu khía nha các bạn. Cây này còn mới, rất mới nha các bạn. Pin còn sạc ok luôn nha các bạn. Cho nên mình bán combo luôn. Combo luôn nha các bạn. Combo máy pin sạc luôn ha. Sạc 100V. Sạc 100V các bạn lưu ý ha. Đó, bán luôn combo. Cho các bạn về các bạn dùng tạm trong thời gian các bạn cần. Còn khi nào các bạn đóng pin hay gì hay thay đổi cái gì thì các bạn cứ liên hệ sau. Giờ các bạn dùng tạm trước đi thử đi ha. Các bạn nào mua về gia đình xài á thì các bạn dùng ít á thì các bạn dùng vô tư ha. Rồi cái này là điện 100V nha các bạn. Các bạn có cái biến áp hoặc là cái ổn áp Lioa hay gì đó ha là chúng ta xài được rồi. À, cái nồi cơm điện của Nhật là có cái biến áp đó các bạn xài chung. À, với nồi cơm điện của Nhật 100V ha, sạc 100V. Rồi đây là cái máy ha. Bây giờ mình test cái chức năng của cái máy cho các bạn. Cái máy này rất mới nha các bạn. Đầu khía này là rất là còn rất là mới ha. Đây nè, mã của nó là 6919D. Đó. Các bạn nhìn cái đầu đi ha. Ha. Nó còn rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Đây thì mình bán nguyên combo cho các bạn dễ xài. Rất là đẹp ha các bạn. Đó, mình bán cho các bạn dễ xài luôn. Rồi, máy pin sạc nguyên combo. Máy pin sạc nguyên combo của nó ha các bạn, mình bán giá 900. Cho các bạn dễ xài luôn ha. Số 6. Giờ mình rút cái pin ra mình test cho các bạn xem ha. Test sạc nha các bạn. Test sạc. Giờ sạc này sạc điện 100V nè. Giờ mình test cái sạc này cho các bạn xem nè. Khi cắm điện vô điện chớp nè ha. Cắm điện vô đèn nó chớp. Cắm pin vô đèn đỏ lên là đúng là sạc ha. Đó. Các bạn thấy không? Sạc. Pin này còn tốt ha, còn sử dụng ok. Cho nên mình để sạc đi đầy để vài ngày vẫn còn cầm pin, tức là cái pin này vẫn còn sử dụng được ha. Các bạn để trong vòng 3 ngày mà nó không cầm tức là cái pin này hết sử dụng được rồi ha. Còn cái này mình để vài ngày rồi nó vẫn còn sử dụng tốt nha các bạn. Bây giờ mình mới test sạc cho các bạn xem. Rồi. Cái cây đầu khía này còn rất là mới nha các bạn. Cây đầu khía này còn rất là đẹp ha. Cho nên mình bán luôn cho các bạn nguyên combo 900. Đầu khía. Đầu khía này thì vô địch rồi các bạn ha. Cây số 6 ha. 900. Anh em nào nhanh tay thì mua ha. À, nhanh tay được thì mình mua được ha. Mấy cái đầu khía này không có dễ mua đâu nha anh em. Mình nhắc trước ha. Rồi, tiếp tục. Cây số 7. Cây số 7 là một cây Hitachi nha các bạn. Hitachi 14V 4. Hitachi 14V. Đây là Hitachi nha các bạn. Cây này có chỉnh lực ha. Cây này có chỉnh lực đây nha các bạn. Đó, số 1 nè. Số 2 nè. Số 3. Số 4. Đây là đèn led nha các bạn. Nó có đèn led đầy đủ ha. Đây, đèn led nha các bạn. Đèn led cái nút ngoài bìa này ha. Cái nút ngoài bìa trên cùng này ha, đèn led. Rồi.
Đây chỉnh lực. Chỉnh lực trên. Coi như là nó là lực búa, à, búa búa dừng và búa búa chạy luôn nha các bạn. Nó có hai loại búa ha. Đó, là búa này là búa chạy luôn, còn các bạn chuyển xuống dưới, nút đèn nhảy xuống dưới là búa dừng nha các bạn. Đó, búa dừng nha. Đó. Đó các bạn thấy không? Khi các bạn để ý cái đèn này nè, chuyển xuống dưới ha. Đây nè, cái đèn này nè. Đó, nhảy lên nhảy xuống nè. Đó, xuống dưới đây là búa dừng. Đó, còn cái này mà chỉnh lên là búa chạy luôn ha. Rồi. Này mình bán máy pin sạc adapter đóng mới, pin đóng mới nha các bạn. Pin đóng mới sạc adapter đây. 16V8 ha. Pin đóng mới sạc adapter 16V8. Sạc hai đầu dây nha các bạn. Sạc hai đầu dây, mình test cho các bạn cái sạc cho các bạn xem luôn. Cắm vô đây là nó đèn xanh lên nổi lên ha. Rồi. Đèn xanh nổi lên các bạn thấy không? Đó. Sạc adapter ha. Đóng pin rồi. Đó, sạc adapter nha các bạn. Đó, giá nó là 1.450.000. Số 7. Cây số 7 1.450.000 nha các bạn. Máy pin sạc đầy đủ ha. Rồi. Có chỉnh lực nha các bạn. Tiếp tục đây là một cây số 8. Cây này là cây Panasonic nha các bạn. Cây này cây Panasonic. Cây này là có hai dòng pin 14 và 18. Nó là EZ75A1 BNL ha các bạn. Này có chỉnh lực đây nè các bạn. 1 nè, 2 nè. Đó, 3 nè. Đó. Đảo chiều. Đó rồi. Bây giờ mình test cái 14, bây giờ mình chuẩn bị mình test cái 18. Mình lấy cái pin 18 mình test cho các bạn xem. Đây là quả pin 18 nha các bạn. Quả pin Bana 18 nè. Bây giờ mình test 18 cho các bạn xem ha. Đây nó chạy được hai dòng ha, 14 và 18. Rồi, bây giờ mình test chức năng búa cho các bạn coi ha. Chiều tốc ha. Máy rất êm nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái búa lẹ không? Búa rất là lẹ nha các bạn. Các bạn búa này đó, búa lẹ như vậy các bạn bắn gỗ thôi, các bạn đừng có bắn gỗ sắt thôi, đừng bắn nhôm nha. Gỗ sắt thôi, nhôm là không được đâu. Rồi, đó. Các bạn nhôm thì các bạn không kịp đâu, bắn gỗ bắn sắt thôi, nó 18 ha. Đó, nhưng mà đây là 14 cho nên mình vẫn test cho các bạn xem luôn. 14 test búa luôn. Y như 18 vậy nha các bạn. Nó không có khác nhau gì hết ha. Nó được sử dụng được hai dòng pin thôi. Đó. Đây rút led nha các bạn, không than ha. Có chỉnh lực ha. Đèn led đây luôn nha các bạn. Nó sẽ đèn led nó nằm chỗ này luôn ha. Nó bên này. Đây, đèn led đây. Tắt mở đây nha các bạn, bên tay phải nha các bạn. Đó. Này nút nó ngay nút này ha. Nó nằm ngay nút này, đó, các bạn bấm đúng thì nó mới lên ha. Đó. Nằm bên đây ha. Rồi. Rồi. Nguyên combo nha các bạn. Bây giờ mình test cái sạc, mình bán nguyên combo cho các bạn. Sạc nó là sạc 80, sạc được hai dòng ha. Dòng được pin nickel là nati là đây và để sạc chược ha. Sạc 80. Rồi.
sạc thì sạc 100V, sạc thì zin 100V nha các bạn. Đó, zin 100V. Rồi bây giờ mình test cho các bạn cái sạc và có quả pin. À, cắm liền vô để mà test cho nó chạy ok. Chúng ta cắm điện vô là chỉ có một cái đèn này nó sáng thôi nha các bạn. Nhưng mà khi đưa pin vô là nó sáng hai đèn. Bắt đầu là nó chớp chớp là nó sạc ha. Nè, bắt đầu là cắm pin vô nó sáng hai đèn này nha các bạn. Rồi xong bắt đầu quạt nó quay ha, khoảng 5 giây. Quạt nó quay là bắt đầu đèn nó chớp thì bắt đầu nó mới sạc. Đó. Còn bây giờ là nó đang mượn lúc pin vô nó mới nhận pin ha. Thì tí xíu nữa nó sẽ chớp. Đó, các bạn thấy không? 10 giây nó sẽ chớp, nó chớp bắt đầu nó sạc ha các bạn. Nó chớp như vậy là nó đang nhận sạc nha các bạn. Rồi. Rồi. Nguyên combo máy pin sạc. Các bạn nào mua, các bạn nào chuyển khoản thì được bao ship hết ha các bạn. À, mua được chuyển khoản được bao ship hết nguyên combo này, rút led không than ha. Số 8. Rồi rút led không than nguyên combo 1.750.000 ha. Không than 1.750.000 nha các bạn. 1.750.000 đó. Rồi số 8. Rồi tiếp tục là số 9. Số 9 đây là mình có một cây bê tông Makita. Bê tông Makita nha các bạn. 14V4. 14V4 ha. Đó. Bây giờ mình mượn cái pin để mình test cái bê tông cho các bạn xem luôn. Đây. Khi chúng ta bóp cò là đâu đèn led để nó sáng lên nha các bạn. Đèn led nó sáng lên. Rồi. Đây là khoan búa ha, đây là khoan thường. Đó, khoan búa đẩy lên. Đó, các bạn nghe giọng không? Đảo chiều đàng hoàng ha các bạn. Makita các bạn. Rồi, cái mã của nó là HR162D ha. HR162D, cái này là da băng nha các bạn. Nó là made in da băng. Made in da băng luôn. HR162D. À, các bạn có thể xem kỹ hoặc là chụp màn hình lại. Đó, các bạn nhìn kỹ đi. Đó, ha. Rồi, thân máy. Cái này là bán thân máy nha các bạn. Thân máy bê tông 12V, 14V. Lộn, xin lỗi. Thân máy 14V. Của Makita ha, bê tông 2 chức năng. Số 9. Số 9 giá chiều 2 nha các bạn. Số 9 giá chiều 2. Đó. Cái máy nó hơi dơ các bạn. Chứ không phải bị chạy chùa gì đâu ha. Nó dơ. Rồi tiếp tục là số 10. Số 10 đây là một cây máy mài các bạn. Một cây máy mài 14V ha. Mình cũng bán cái body thân máy thôi. Đó. Body nó ha. Rất là êm nha các bạn. Rồi rút ra luôn. Khi ta cắm vô là đèn nó sẽ đứng lại nha các bạn. Rồi cái công tắc nó đang mở nên chúng ta tắt xuống. Bắt đầu cái đẩy lên lại nó chạy tiếp ha. Cái này gọi là về chế độ khóa cò ha. Khóa cò thông minh á, khi có đang có lưỡi chúng ta gài pin vô nó vẫn không chạy nha các bạn. Còn chúng ta để kéo cái cò xuống gắn pin vô đèn nó sẽ chớp chớp. Đó, bắt đầu bật lên nó chạy ha. Rồi, để giờ rút ra là nó sẽ tắt. Rồi. Thân máy mài. Số 10. Máy mài số 10, 1.250.000 nha các bạn. 1.250.000. Cái thân máy mài số 10 rất là đẹp nha các bạn. À, rất là ok. À, cây này của Nhật luôn nha các bạn. À, cây này của Nhật luôn ha, chữ Nhật không ha. Đó, số 10. 1.250.000, 1.250.000 ha. Thân máy. Rồi, số 11 luôn. Cũng cái máy mài luôn nha các bạn. Số
số 11 cái máy mài nó không có cái cặt đe lưỡi ha. Đó, số 11 cái máy mài luôn, không có cái cặt đe lưỡi. Số 10 thì có cái cặt đe lưỡi nha các bạn. Có cái cặt đe lưỡi này, số 10 có. Số 11 thì không có. Rồi. Rồi, ta bật lên tiếp ha. Rút ra luôn. Rồi, cắm vô. Đèn nó vẫn chớp nha, không chạy nha các bạn. Tắt con tắt xuống, đẩy lên chạy ha. Rồi. Đây thì cái lửa này thì các bạn yên tâm rồi ha. Cái mài thì yên tâm mà. Rất là êm nha các bạn. Cây này xuất xứ tại China nha các bạn. Xuất xứ tại China. Rồi, thân máy. Gắn cái thân máy mài ha. Số 11. Cái này 1.2 nha các bạn. Thân máy mài số 11.2 ha. Đó. Này thân máy mài 14.4 luôn ha. 1.2. Rồi. Tiếp tục số 12. Số 12 là mình bán một cái thân máy ha. Thân máy vít Hitachi. Cái máy vít này nó còn rất là êm. 14 ohm nó sử dụng than rời các bạn, sở thường dùng than ngoài. Và cái pin này là không phải là cái pin này hết rồi. Mình mượn cái pin này mình test. Giờ mình test lại cho các bạn xem ha. Rồi. Đảo chiều rồi đầy đủ ha các bạn. Rồi, thân máy màu trắng của Hitachi 14.4. Máy rất là đẹp ha. Máy rất là còn rất là mới và rất là đẹp nha các bạn. À, máy màu trắng ha. Hitachi 14.4. Rồi, cái này cái thân máy nha các bạn. Số 12. Số 12 750k ha các bạn. À, cái thân máy Hitachi còn rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục. Số 13. Số 13 là một mình có một cây đầu khía màu vàng. Đầu vàng ha, đầu khía màu vàng. Mã là 6919D ha. Đó. Cây đầu khía màu vàng ha. Bán thân máy vỏ pin nha các bạn. Bán thân máy vỏ pin. Bây giờ mình test cho các bạn xem. Cái đầu khía này á, cái lực dòng tua của nó 3200 này nha các bạn. Cho nên nó rất là mạnh. Rồi. Thân máy vỏ pin đầu khía 6919. Rồi như vậy nha các bạn, đầu khía ha. Đó. Cái màu vàng nha các bạn. Nó rất là đẹp ha. 6.8 nha các bạn. Số 13. À, chúng ta sưu tầm màu vàng nè, màu xanh nè ha. Rồi màu đen nè, đó, mấy cái màu đầu khía màu xanh lá nè, màu xanh dương nè, đó. Chúng ta sưu tầm để trong tủ đó rất là đẹp nha các bạn. Cái mấy cái màu khía đầu khía này chúng ta sử dụng rất là tốt. Rồi, 608 số 13.
Rồi số 14. Số 14 chúng ta có một cái cây EZT608 à, Martin da băng ha. EZT608. Mấy cái cây này Martin da băng hôm nay mình có 3 cây. Mình bán hết cho các bạn 3 cây luôn. 608 nha các bạn. EZT608. Nó có đèn LED nha các bạn. Đèn LED màu vàng. Máy màu vàng. Búa của 608 này nó cũng rất là ok nha các bạn. Búa nó đập cũng hơi bị ghê ha. Đó. Thân máy vỏ pin. Martin da băng nha các bạn. Thân máy vỏ pin. Nghiêm chỉnh ha. Đó. Đầu khía. Cái quần 608 Nati. Cây này cây Nati 608 ha. EZT 608. 700 Martin da băng. Số 14. Số 14 700 nha các bạn. Tiếp tục với số 15 nha các bạn. Cây này cũng 608 luôn nha các bạn. Đó, cây này cũng 608 luôn. Này cũng Martin da băng luôn các bạn. Nhưng mà cái tem nó hơi chạy chạy chút. Đó, tem hơi chạy chạy chút ha. Đó. Thân máy vỏ pin luôn ha. Này bán thân máy vỏ pin hết ha. Đèn LED màu vàng luôn nha các bạn. Rồi. Điều tóc, thắng đồ đầy đủ nha các bạn. Rồi. Thân máy vỏ pin. Rồi 608 thân máy vỏ pin. 650 cho các bạn. Số 15. 650k. Rồi tiếp tục số 16. Số 16 cũng là cây 608 luôn nha các bạn. Ê, cây này là cây 613 nha các bạn. 613 nó cũng giống như 608 vậy các bạn. Y chang luôn ha. Đó, cái mẫu mã nó y chang nhưng mà cái mã ở đây nó là 613. Cũng thân máy vỏ pin. Đèn vàng LED luôn ha. Điều tóc thắng đầy đủ nha các bạn. Ok, cũng thân máy vỏ pin. Kem 16 cũng 650k. Số 16. Cây này là 613 ha. À, cái tem nó màu đen nó khác ha, nó cũng Martin da băng nhưng mà nó khác, khác cái tem màu đen. Rồi tiếp đến là một cây Panasonic EZ7206B. Panasonic EZ7206, cây này sử dụng 10V8 nha các bạn. 10V8 và 12V là hai dòng. Đây là cái vỏ 10V8 đó, bán cho các bạn cái vỏ 10V8 này luôn ha. Đó 10V8 nè. Đó rất là đẹp ha. Đó đầy đủ ha. Rồi giờ mình test máy cho các bạn xem ha. Cây 206 này máy rất là êm ha. Đảo chiều. Mình bán thân máy và cái vỏ 10V8 này ha. Đó, thân máy và cái vỏ 10V8 này và cái thân máy này ha. 7206
này cũng mắc da băng nha các bạn, cái này cũng mắc da băng ha, 2206 850. Số 17 850k ha. À, nguyên cái vỏ là luôn nha các bạn. Ở đây là số 18. Cây khoan Makita 12V, đầu kẹp 13 ly. Cây này rất là ok, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đầu kẹp 13 ly. Thân máy và vỏ pin nha các bạn. Rồi, có 18 cấp trượt, 17 cấp trượt và một cấp khoan ha. Đầu kẹp 13 ly. Rồi. Nhanh chậm đầy đủ ha. Trượt số 12 rất là mạnh nha các bạn. Rồi đó, rồi Makita 650, thân máy vỏ pin ha. Số 18. Số 18 650k nha các bạn. Thân máy vỏ pin Makita. Đầu kẹp 13 ly. Đây là số 19, một cây Black Tucker 14V4 ha. 14V4. Black Tucker thì vít. Cây này thì rất ngon các bạn. Cái búa của nó rất là ghê nha các bạn. Búa nó rất là búa nhanh. Rất là nhanh. Nên chúng ta sử dụng gỗ sắt là rất là ngon. Nếu mà cây vào lắp cái cơ này sử dụng bắn vít gỗ sắt rất là ok. À, đèn led rồi đầy đủ ha, đèn led nè, tắt đây nè. Đó, đây là đèn báo pin. Đó. Vừa rồi mình có cái cây giống vậy mình bán mất rồi ha. Giờ có cây này nó cũng y như cái cây đó ha các bạn. Black Tucker 14V4. Cái đầu nó cũng rất là mới ha. Có cái chỗ này là không có dấu chày nha. Bạn nhìn kỹ ha. Cái này thường thường người ta đặt hay đặt nằm vậy nha mà không có dấu chày nữa, cái này ít sử dụng lắm ha. Đó. Rất là mạnh nha các bạn. Đó, bắn vít mà cỡ 7 phân á mình bao luôn. Ha các bạn ha. 7 phân bắn rồi mình bao luôn. Vít này bắn rất ngon. Rồi. Đèn led nè. Đó, báo đèn nè. Báo pin nè, đầy đủ ha các bạn. Rồi. Thân máy vỏ pin. Vỏ pin rồi, vỏ pin cao đóng 8 cell luôn nha các bạn. Rồi, 650. Cái số 19. Chính 650k. Rồi số 20. Đây là số 20, một cây vít Hitachi. Vít này motor khối nha các bạn. Đó, vít này có đèn led luôn ha. Đèn led ngay đây luôn ha. Ta test máy nha. Cái vít Hitachi thì xài rất ngon nha các bạn.
Táo chiều. Táo chiều. Rồi. Táo chiều qua lại nó ok ha các bạn. Thân máy vỏ pin. Một cây Hitachi. Đèn led nó vẫn còn sáng nha các bạn, đèn led ngay chỗ cái treo, cái quai treo. Đây là cái móc treo nha các bạn, móc treo này đèn led vẫn còn sáng nè các bạn. Đó. Ha, tắt ở dưới ha. Rồi. Số 20. 600k. Số 20 600k nha các bạn. Số 21. Số 21 là một cây Ryobi. Một cây Ryobi. Còn rất là đẹp nha các bạn. Còn rất là đẹp. Và bán thân máy vỏ pin luôn ha. Rồi mình test chức năng à. Mấy cái này các bạn để ý mình phải có cái đầu giống vậy mới bắt ốc được nha các bạn. Đó. Mới bắt được bắt ốc được. Lấy cái vít phải có cái đầu nó gài vít như vậy. Đó, các bạn mới bắt vít được nha. Bắt ốc được nha. Các bạn mua về mở ốc nhỏ nhỏ nhưng mà phải có cái giống như vậy, cái bộ giống vậy thì các bạn mới làm được. Nếu không thì các bạn lấy đồ chuyển đổi ha. Rồi. Thân máy vỏ pin. Số 21 550k nha các bạn. Thân máy vỏ pin. Đó, cây Ryobi. Rồi tiếp tục đây chúng ta có 3 cây Multi 6505. 3 cây Multi 6505 đó đang đang nằm ở đó mình lấy nó ha. Còn 2 cây đó mình giờ mình cho các bạn xem cây này. 6505. Ha, Multi thân máy vỏ pin ha. Mấy cái cây này thì các bạn biết là chuyển đẩy lên thành khoan ha, kéo xuống thành bộ thành bít ha. Đó. Đẩy lên là thành khoan, kéo xuống thành bít búa. Rồi, đẩy lên thành khoan nha các bạn. Đó, không bao giờ cầm được ha. Và chúng ta vặn gấp trượt nè. Số 13 nè. Đó, không bao giờ. Đó, trượt nhưng mà rất là mạnh nha các bạn. Rồi, chúng ta kéo xuống thành bít nha các bạn. Mấy cái này thì mình không cần phải nói nhiều nữa các bạn. Cái này bán quá nhiều rồi. Các bạn nào thấy cây Multi 6505 là các bạn biết rồi. Thân máy vỏ pin. Số 22. Số 22 750k. Số 22 ha. Rồi số 23. 23 cũng là mình là nó luôn nha các bạn, cũng là Multi luôn ha. Đó, cái Multi luôn mà cây này. Ủa sao cây này mất hết tem mà. Cái Multi này nó mất hết tem rồi nha các bạn. Đó, nó mất hết tem. Nó chạy trước rách tem rồi. Nhưng mà không sao. Mình mua xài thì cái này mình bán cho các bạn mua xài ha. Cái nào cũng vậy ha các bạn. Cái nào nó cũng có cái hỗ trợ khoan đẩy lên là khoan ha. Rồi mình test cho các bạn xem luôn. Nó mất tem thôi, không vấn đề gì, các bạn mua xài ok. Đây. Đó, kéo xuống là vít nè. Đẩy lên là khoan nè. Rồi.
Đây cấp trượt ha. Cấp trượt số 9 nè. Rồi, chúng ta để lên. À, không cầm nổi nha các bạn, nó rất là mạnh nha. Có thể là về số nhỏ cầm nổi ha. Đó, trượt số 5. Rồi. Trượt đó là trượt nhẹ nha các bạn. Rất là êm. Cái máy này thì rất là êm. Đây, cái này mất hết tem rồi. Các bạn mua về xài. Số 23 650k ha. À, mất tem thôi, không vấn đề gì hết. Số 23 650k, thân máy vỏ pin nha các bạn. À, các bạn muốn lấy pin này lấy, không lấy đổi cái pin khác cũng được ha. Rồi, tiếp tục cây số 505 nữa. Là cây multi nữa ha. Rồi. Cái này còn tem đầy đủ nha các bạn. Đây, hơi rách rách chút xíu. Con máy vỏ pin. Đây rất là êm ha. Này là không cần test nhiều nữa. Bây giờ mình chỉ test máy chạy với test thắng búa rồi ha. Đây là chúng ta đẩy lên. Rồi, ta tới cái khoang. Rồi, tới khoang. Không cầm được ha, kéo xuống. Rồi. Cấp trượt. Số 9 đây ha. Rồi, đẩy lên. Cấp trượt nhẹ nha các bạn. Rồi. Thân máy vỏ pin. Này tem tiếp còn đầy đủ ha. À, 750k luôn. Số 24 22, 23, 24 ha, 3 cây 750k. Rồi tiếp tục là một cây Hitachi. Hitachi. Cây này cây vít. Điều tóc ha. Rồi. Mấy cây này ngon nha các bạn. Mấy cây này xài rất là ok. Thân máy vỏ pin. Cây Hitachi màu xanh, rất còn mới nha các bạn. Rồi, còn mới đẹp nha. Rất là đẹp. Số 25 600k. Số 25. Đây số 26. 26 cũng là một cây Hitachi ha. Cũng có lạc này Hitachi hết các bạn. Đây là cây khoan ha. Cây khoan này rất là ngon nha các bạn. Các bạn sử dụng cây khoan này đi các bạn mới biết. Khoan này rất là ngon nha. Rất là khỏe ha. Nhanh chậm nha các bạn. Cấp trượt số 10 nha các bạn. Nãy nó bị cấp trượt nó bị lưỡng nè ha. Cấp trượt nó bị lưỡng nó kêu rè rè. Các bạn chuyển cấp trượt đi là hết. Đó. Rất là mạnh ha. Cấp trượt số 10 rất là mạnh. Đó. Đầu kẹp 10 ly ha. Rồi. Thân máy vỏ pin 600k. Số 26.
số 26 600k nha các bạn. Cây khoan Hitachi ha. Số 27 một cây vít Hitachi màu đen. Đó, vít Hitachi màu đen, cây này cũng cực kỳ ngon luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây đèn led nó còn cũng còn luôn nha các bạn. Đó, đèn led nó còn luôn ha. Đèn treo móc treo á. Rất là ok. Thân máy vỏ pin 600k nha các bạn. Hai mươi bảy các bạn ơi. Số 27 600k màu đen huyền bí nha các bạn. Mấy cây này xài rất là ngon á. Rồi, số 28. Đây là một cây Hitachi. Hitachi này DM2 ha. Đó. Cái đầu nó vàng vàng nhưng mà nó sử dụng để lên để xuống nó bị nứt bể ha các bạn. Cái đầu chụp á, cái này nó chụp ngoài thôi. Không vấn đề gì hết. Nhưng mà cái máy rất là ghê nha các bạn. Cái máy này chạy rất là ngon. Tiếng của nó rất là rít ha. Đó. Tiếng của nó rất là rít nha các bạn. Ai chưa xài Hitachi chúng ta chuyển qua chúng ta xài thử Hitachi đi các bạn. Các bạn sẽ biết ha. Lực Hitachi nó rất là ghê ha. Lực rất là ngon, máy cũng rất là ổn. Nó vừa cò thì nó bền hơn mấy Makita nha các bạn. Bán nhiều mình biết á. Rồi, thân máy vỏ pin. Này mình bán 600 thôi. Cái dòng ngoài nó bể bể hết rồi. 28 600k luôn ha. Rồi cây 29 cũng Hitachi tiếp ha. Cây 29 Hitachi cây khoan Hitachi luôn. Thân máy và vỏ pin luôn. Đảo chiều. Rồi, cấp trực số 10 nha các bạn. Thử cấp trực số 10 coi. Rồi, đẩy lên. Chậm. Kéo xuống nhanh. Mạnh, rất là mạnh nha các bạn. Rồi. Khi các bạn cầm vô các bạn mới biết à. Các bạn test thử các bạn mới biết. Rất là khỏe. 29 600 ha. Số 29 600k. Đó. Rồi số 30. Số 30 là một cây vít Makita nha các bạn, Makita. Mạng của nó là 694D. Trước mình cũng có một cây mình bán rồi ha. Giờ cái cây này nữa. Y chang luôn. Mới về y chang luôn nha các bạn. Mấy cái cây này mình làm nhôm kiến được này nha các bạn. Nhôm kiến rất là ngon luôn, cái búa nó vừa. Cái vòng tuông này 3.000 nha các bạn. Chứ không được 3.200. Vòng tuông nó 3.000 cho nên là mình mua nó đánh mà nhôm kiến nó vừa. Còn cái thằng 3.200 như đầu khía thì nó hơi căng. Đó. Nhiều khi chúng ta gãy ốc hay là bị hư nhôm ha. Rồi cây 30 550k. Thân máy vỏ pin 550k, thân máy vỏ pin ha. Rồi cây 31. Rồi chốt hạ luôn nha các bạn. Đây mình chốt hạ cây này 3 chức năng ha. Cây này là 6901, đầu kẹp 10 ly.
cũng đã đầu full lock ha, đầu full lock đó. Mười hai volt nha các bạn, đầu kẹp 10 ly, ba chức năng ha, có búa ha, đây là có búa nè, đó nó có búa ha, đảo chiều đó, có búa. Nếu mà các bạn test búa thì chúng ta test như vậy ha, đó búa ha. Còn đây là khoang thường và đây là cấp trượt, có 5 cấp trượt ha, có nhanh chậm đây ha, đó test cấp trượt số 3 ha. Rồi chúng ta ra kéo cái này vô là nó gài luôn ha, kéo ra thì nó bung ha, đó tốt hả. Cái số 31 thân máy và bỏ pin, số 31 thân máy và bỏ pin 6901 nha các bạn. Cái này 3 chức năng ha, 800k, 3 chức năng 800k ha. Rồi nó như vậy, tem tiết đầy đủ. Rồi chương trình của clip mình đến đây là có được 31 sản phẩm và đã hết tại đây ha. Chốt hạ cây số 31. Rồi anh em nào mà xem mà cảm thấy vừa ý thì chúng ta gọi điện đặt mua ha. Còn anh em là chưa hiểu cứ vào Zalo để mình tư vấn cho anh em, để anh em biết cách để anh em sử dụng ha, hoặc là anh em mua để cho nó hợp với cái việc làm công việc của mình, đi làm công trình hoặc là làm gia đình hay như thế nào đó, mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau ha anh em. Chào tạm biệt.